Nhận định bóng đá than Quảng Ninh với B, Bình Dương. 18 giờ ngày 3 tháng 4, cứ ngỡ than Quảng Ninh đang bay cao trên bảng tổng sắp, nhưng ngay trước cuộc tiếp đón B, Bình Dương, đội bóng đất mỏ lại tiếp tục lâm vào khủng hoảng. Trong khi đó, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng của đội khách quay về Cẩm Phả với nhiều tâm trạng, cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Với 12 điểm sau 4 trận thắng, than Quảng Ninh tiếp tục đứng thứ nhì trên bảng tổng sắp và thua đội đầu bảng Hoàng Anh Gia Lai đúng 1 điểm. Thực sự, than Quảng Ninh đã thể hiện một phong độ rất ổn cùng một ý chí kiên cường khiến mọi đối thủ phải nể phục. Nói thế, bởi ngay trước mùa giải 2021, việc nợ lương thưởng kéo dài đã khiến đội bóng này rơi vào khủng hoảng. Một loạt trụ cột không thể chờ đợi lời hứa từ lãnh đạo câu lạc bộ nên đã rứt áo ra đi. Ngay huấn luyện viên Phan Thanh Hùng sau một thời gian dài bám víu với hy vọng đội bóng sẽ có những biến chuyển, nhưng rồi ông cũng đành chia tay. Một chuyện ngỡ đã được giải quyết khi đầu mùa giải lãnh đạo tỉnh cùng đội bóng đã hứa sẽ có những thay đổi tích cực hơn. Than Quảng Ninh vì thế đã bước vào giải đấu với một tâm thế mới. Dẫu thực tế chẳng ai dám đánh giá cao thầy trò huấn luyện viên Hoàng Thọ, vậy nhưng trước trận đấu với B, Bình Dương, bức xúc lại tiếp tục nổ ra khi các cầu thủ cho biết họ đã bị nợ hơn 8 tháng tiền lương thưởng. Thời gian qua, các cầu thủ đều phải chạy vạy khắp nơi để nuôi gia đình và giờ đã vượt quá sự chịu đựng của họ, nên rất cần một câu trả lời thẳng thắn từ các cấp lãnh đạo. Một ngày trước cuộc đối đầu với B, Bình Dương, tất cả các cầu thủ trụ cột của than Quảng Ninh đã bỏ tập và lên trên khán đài ngồi. Vì thế, việc các cầu thủ chủ chốt này có thể ra sân ở trận đấu với đội khách đến từ đất Thủ Dầu Một hay không vẫn là một câu hỏi. Và đấy cũng chính là sự đau đầu của huấn luyện viên Hoàng Thọ. Ngược lại, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng quay về sân Cẩm Phả với nhiều cảm xúc rất đặc biệt. Thật sự, huấn luyện viên họ Phan đã rất buồn khi buộc phải nói lời chia tay than Quảng Ninh. Khi ấy các học trò ở đây đều rất hiểu và chia sẻ với thầy của mình. Nay, khi cầm đội bóng B, Bình Dương và quay về đối đầu với đội bóng cũ, nhìn các học trò của mình vẫn đang phải lay lắt với những lời hứa chưa được thực hiện, ông Hùng ắt rất đau lòng. Với tình hình như thế, nên than Quảng Ninh vừa giành 2 trận thắng liên tiếp trước Thanh Hóa và Hải Phòng để đứng thứ nhì tổng sắp. Nhưng thực tế chẳng ai dám đánh giá cao đội chủ nhà trong cuộc so kè này. Đấy là chưa kể họ còn vắng Văn Khoa vì thẻ phạt. Trong khi đó, B, Bình Dương vừa trải qua 4 trận đấu không quá tốt, dẫu trong đó có trận thắng Sài Gòn FC ở vòng 5. Nhưng lối chơi của họ khiến người ta vẫn cảm thấy âu lo, đặc biệt là ở khâu ghi bàn. Tuy nhiên, trong cuộc so kè này, giới chuyên môn vẫn đánh giá cao đội khách hơn. Dẫu trong lịch sử 17 lần đối đầu, than Quảng Ninh vẫn chiếm ưu thế hơn với 7 trận thắng, 6 hòa và 4 thua. Dự đoán tỷ số 1-2.